Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây tôi xin trình bày một đề tài, đó là bí tích Công giáo. Trong Cato Roma giáo mà chúng ta thường biết qua danh từ Ngụy Tạo, vô nghĩa là Công giáo. Bí tích hay nhiệm tích là những lễ tiết tín đồ bắt buộc phải tin hiệu năng bí mật của chúng theo những lời giáo hội dạy rằng. Dù giáo hội bí đặc không làm sao giải thích được tại sao lại phải tin như vậy, vì bản chất những bí tích này thuộc loại mê tín dị đoan, như sẽ được chứng minh trong phần phân tích ở sau. John Walker cho rằng những lễ tiết về các bí tích này là những sự mê tín bạo tà. Cato Roma giáo sư dụng ma quỷ, sa tăng mà giáo hội dựng lên để hỗ trợ cho những mánh mưu bịp bợm của giáo hội. Ví dụ, trong lễ rửa tội, sau vài lời lẩm bẩm bằng tiếng Latin là linh mục có thể truyền cho quỷ sa tăng cà tô giáo mê hoặc các tín đồ để tin rằng bất cứ ai mà chưa rửa tội thì cũng có sa tăng nằm vùng trong người. Ra khỏi một đứa trẻ sơ sinh chưa biết gì ngoài việc bú, ngủ, ị, tè, vân vân, để nhường chỗ cho Chúa Ba Ngôi vào ngự trong người đứa nhỏ, hoặc linh mục sờ tay vào tai đứa bé là có thể làm cho đứa bé mở tâm hồn ra để đón rước Chúa. Một ví dụ khác là trong lễ ban thánh thể, tín đồ phải tin rằng một cái bánh nhỏ làm bằng bột sau khi được linh mục hoa tay làm phép lẩm bẩm vài câu thánh hóa, cái bánh đó biến thành thân thịt đích thực của Chúa Giêsu, ăn vào sẽ được hiệp thông cùng Chúa. Bàn tay của các giám mục, linh mục dù nhơ bẩn đến đâu, sờ hay mò mẫm vào cái gì kèm theo vài tiếng Latin là cái đó đã được thánh hóa. Những bí tích trong Cato giáo đại loại là như vậy cả, chẳng qua chỉ là những trò ma thuật bịp bộn, lừa dối, khai thác sự đần độn của những người trí tuệ yếu kém. Trong khi giáo hội vẫn dạy tín đồ, và tín đồ cũng tin như vậy, rằng Cato giáo là một tôn giáo thiên khải, chân thật duy nhất, tuyệt đối không có chút mê tín dị đoan nào. Không giống như những tôn giáo thấp kém mê tín dị đoan khác, giáo hội đã nhồi vào đầu óc tín đồ từ khi còn nhỏ rằng tất cả những gì giáo hội dạy, bày đặt ra và bắt tín đồ phải tin đều là thật. Và đó là những bí tích hay nhiệm tích, nghĩa là những bí tích mật và nhiệm màu mà giáo hội dạy láo là do Chúa đặt ra. Cho nên tín đồ chỉ việc tin, không cần hiểu. Khi trí tuệ nhân loại chưa mở mang thì những cái gọi là bí tích đó được tín đồ tin theo, không bàn cãi. Nhưng tiến hóa là một định luật của vũ trụ, trong đó có con người. Cho nên với trình độ hiểu biết của con người ngày nay, những niềm tin mù quáng, vô căn cứ, hoang đường, phi logic, phản lý trí, phản khoa học, vân vân, còn những bí tích trong Cato giáo không còn chỗ đứng nữa, ít ra là trong giới có học, trí thức và khoa học, ở trong cũng như ở ngoài giáo hội. Trong những xã hội Âu Mỹ, số người đi lễ nhà thờ giảm sút một cách rõ rệt. Điều này chứng tỏ những bí tích không còn hấp dẫn đối với những tín đồ có trình độ hiểu biết cao. Hiện tượng mà nhà thờ vắng khách ở Âu Châu là một sự kiện không ai có thể phủ nhận. Trong khi đó, tại những nước chậm tiến như Phi Châu, Nam Mỹ, Mễ Tây Cơ, Phi Luật Tân và một số ốc đảo ngu dốt ở Việt Nam, từ của linh mục Trần Thạch Tĩnh, cũng như trong những cộng đồng đông đảo người Việt di cư, trình độ dân trí còn thấp, cho nên tín đồ Cato vẫn còn đi lễ nhà thờ đông đảo và tin vào những cái gọi là bí tích mà giáo hội dạy là do Chúa đặt ra, nhưng thực ra chỉ là giáo hội đặt ra để tạo quyền lực tự ban cho giới chăn chiên trong việc kiểm soát và nắm giữ đầu óc tín đồ. Tuy nhiên, ngày nay có nhiều dấu hiệu cho thấy các quốc gia Phi Châu, Nam Mỹ và ngay cả trong những ốc đảo Cato giáo ở Việt Nam, con người đã bắt đầu thức tỉnh song song với sự mở mang dân trí trong những quốc gia này. Trong Cato giáo có 7 bí tích chính. Qua những lễ tiết và nghi thức đượm màu mê tín như
rửa tội, thêm sức xưng tội và giải tội bằng thánh thể, truyền chức linh mục, hôn phối và sức dầu. Bí tích truyền chức linh mục đột nhiên biến một con người học nghề linh mục trong vài năm thành một người có quyền thầy chúa, tự nhận là chúa thứ hai. Để thực hiện những phép lạ trong sáu bí tích còn lại, với quyền năng tự tạo này của giới chăn chiên như linh mục, giám mục, vân vân, giáo hội có thể dùng sáu bí tích kia để ngự trị, kiểm soát và mê hoặc tín đồ từ ngày sinh, bắt đầu bằng bí tích rửa tội, cho đến ngày chết bằng bí tích sức dầu. Dù rằng trong số các chúa thứ hai này không thiếu gì các vị đi hiếp dâm chị em nữ tu của mình trên 27 quốc gia và cưỡng dâm cả ngàn trẻ em ngây thơ vô tội đã được họ nhét chúa vào trong đầu. Sau đây tôi sẽ đi vào phần phân tích những bí tích trên dựa trên tài liệu của những giới chức trong Cato giáo như giám mục, linh mục v.v. những vị đã hành nghề chăn dắt tín đồ trong nhiều năm, đã thực sự làm chủ lễ những lễ tiết này nhiều lần và do đó đã hiểu rõ và thấy rõ sự thật về những bí tích này hơn ai hết. Trước hết là bí tích truyền chức linh mục, vì bí tích này có thể nói là then chốt trong thủ đoạn ngụy biện tạo ra những thần quyền cho giới lãnh đạo Cato, mà mục đích chính là để nhốt những con cừu nhẹ dạ cả tin vào trong khuôn phép của giáo hội. Thứ nhất, bí tích truyền chức. Truyền chức linh mục, sách giáo lý công giáo, bản dịch của Hoài Chiên và Nguyễn Khắc Xuyên, nhà in Gilles Texet, xuất bản năm 1991, viết về nghi thức truyền chức linh mục như sau, trang 231. Khi phong chức linh mục, Đức Giám mục im lặng đặt tay lên đầu mỗi vị phụ tế và cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ. Các vị linh mục dự lễ cùng đặt tay trên đầu họ như vậy. Bây giờ Đức Giám mục mới hát kinh tiền tụng để phong chức linh mục. Giám mục lại cho các vị đeo khăn vai quàng qua ngực và mặc áo lễ để chỉ dấu hiệu linh mục. Đoạn sức dầu thánh vào hai bàn tay và trao chén thánh đựng rượu nước như dấu chỉ từ nay các vị đó có thể dâng thánh lễ. Đoạn giám mục cử hành thánh lễ cùng với các vị tân linh mục. Sau cùng giám mục còn đặt tay lần nữa trên đầu các vị tân linh mục mà đọc rằng: hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai thì họ được tha, cầm giữ ai thì họ bị cầm giữ. Trước khi bình luận bí tích này, có lẽ chúng ta cũng nên biết các linh mục đã được đào tạo như thế nào, rồi từ đó chúng ta mới có thể suy ra thực chất những điều sách giáo lý công giáo viết về bí tích truyền chức linh mục. Linh mục Joseph McCabe mô tả về sự đào tạo linh mục vào khoảng giữa thế kỷ 20 trong cuốn Sự thật về giáo hội Cato như sau: các linh mục được tuyển mộ khi còn rất trẻ tuổi và thường được tuyển trong giới ít học. Trong mọi quốc gia, hiện nay giáo hội gặp khó khăn trong việc tuyển mộ những người xứng đáng và do đó phải hạ thấp nhiều tiêu chuẩn về khả năng. Như là một quy luật, được chọn vào làm nghề linh mục là những thanh niên trẻ. Đối với họ, việc tấn phong linh mục có nghĩa là được thăng lên một địa vị và uy tín mà với những khả năng của họ, họ không thể đạt được ở ngoài đời. Điều này đặt cái gánh nặng đào tạo họ hầu như hoàn toàn vào trong tay giáo hội, và sở học của họ thường rất nghèo nàn. Rất ít linh mục đọc được những tác phẩm của những tác giả viết bằng tiếng Latin, hay là hiểu Horace, Tacitus hay Juvenal về tiếng Hy Lạp như là một quy luật. Họ chỉ có một kiến thức sơ đẳng mà họ thường quên ngay về khoa học, lịch sử và triết lý. Theo cái nghĩa hiện đại như là một quy luật, họ không có một kiến thức nào. Khoa học được dạy trong một số rất ít các trường huấn luyện linh mục và cũng chỉ ở trình độ sơ đẳng và trong một thời gian ngắn. Sử học được trình bày trong vài bài về lịch sử Cato,
do các tác giả Cato viết. Về khoa học và sử học, tôi không được học một bài nào trong suốt thời gian đào tạo. Và như tôi đã nói, cái triết học mà tôi học được chỉ liên hệ đến triết học hiện đại một cách ít ỏi, như là sự liên hệ của khoa chiêm tinh học với thiên văn học. Cái nền giáo dục mà giáo hội ban cho tôi đã được chứng tỏ rõ ràng khi tôi trở lại đời. Tôi không thể kiếm được một chăn dạy học với đồng lương 10 đô la một tuần. Ông Forbes, bạn tôi, sau khi khảo sát kiến thức của tôi, rất tiếc mà bảo tôi rằng sở học của tôi thật là vô dụng. Linh mục đồng nghiệp của tôi lặng lẽ bỏ giáo hội ra kiếm sống ở ngoài đời. Cả ba đều thất bại và phải quay trở lại giáo hội. Giáo hội chắc chắn là có nhiều linh mục như vậy. Linh mục mà James Kavanaugh trong cuốn Một Linh Mục Hiện Đại nhận xét về giáo hội lỗi thời của ông có thể có kể về sự huấn luyện của các linh mục như sau. James Kavanaugh: trung học tôi theo học 4 năm cho đến khi tôi được nhận là có đủ khả năng làm linh mục. Trong học trình của tôi rất hiếm khi bàn đến những nghi vấn hay quan điểm, mà thường là hoặc trắng hoặc đen. Thí dụ như trong môn triết học, chúng tôi học qua Berkeley, Hummer và Kant. Chỉ trong vòng một tuần lễ, chúng tôi phải học thuộc lòng từng mỗi đề luận và định nghĩa, và chứng minh rằng lý trí chỉ có thể dẫn một người lương thiện đến niềm tin. Chúng tôi là những người chân thật duy nhất vì chúng tôi đã bênh vực bằng lý trí. Tất cả những giáo lý về đạo đức của giáo hội Cato, chống ly dị và kiểm soát sinh đẻ, chống tự do ngôn luận và tự do tư tưởng, chống sự giải thoát của con người khỏi những cơn đau đớn, chống ngoại tình, tất cả đều là những kết luận hiển nhiên của một lý trí không bị che mờ bởi ham muốn và lòng kiêu hãnh. Sự hiện hữu của hàng triệu người không có lý trí có vẻ như là không quan trọng đối với giáo hội. Đó là một nền giáo dục không có sự đồng tình, một sự huấn luyện không có sự giúp đỡ. Tôi nghe những gì họ muốn tôi nghe và nói những gì ban giám đốc mong muốn tôi nói như vậy. Người nào chống đối thì bị gạt ra ngoài. Chỉ có những người phục tùng luật lệ hay những kẻ ngây thơ tiêu cực mới tồn tại. Sáng kiến không được khuyến khích trừ phi đi theo đường lối đã được chấp nhận. Tà đạo là danh từ để chấm dứt mọi luận cứ, và giáo hội dạy rằng là nghĩa trình nhỏ hẹp của mọi tranh luận. Tôi không được giáo dục mà được nặng thành. Tôi không được khuyến khích suy nghĩ mà chỉ được huấn luyện để bênh vực giáo hội. Người ta không muốn tôi suy nghĩ, suy tư mà chỉ muốn tôi học thuộc lòng. Chúa ơi, tôi đã trở thành cái gì? Người đời hỏi tôi, dẫn dắt con chiên với sự yếu kém của xác thịt tôi, phục vụ những người đang vật lộn với tội lỗi. Và tôi đã trở nên một người cứng rắn và thoải mái trong sự phục vụ chính mình. Tôi không phải là một đấng Kitô khác. Giáo lý Cato nhét vào đầu những tín đồ có đầu óc mà không có đầu mà không có óc. Cái giáo lý giáo hội bịa ra để ngự trị trên đám tín đồ là cha cũng như Chúa. Chẳng thế mà gần đây ở trong nước, trước những lời than phiền của giáo dân về sự bê bối của các cha, thì có ông giám mục răng rằng: các con đừng có nói hành các cha mà mắc tội với Chúa. Xin đọc bức thư ngỏ của linh mục Nguyễn Hữu Trọng gửi giáo hoàng và hồng y Phan Đình Tụng, đang trong cuốn Tại sao không theo đạo Chúa, tập 2, Trần Trung Ngọc. Và tôi cũng không hẳn là một con người. Tôi chỉ là một tù nhân, một mẫu mực được tổng hợp một kẻ bênh vực cho một quá khứ mệt mỏi. Chúa ơi, nếu tôi sẽ trở thành một mà linh mục thì trước hết hãy để cho tôi là một con người cái đã. Đừng bắt tôi phải trốn đằng sau cái cổ áo thầy tu, chức tước, cái bề ngoài giả dối của tôi. Đừng bắt tôi phải đưa ra những câu trả lời mà chính tôi không còn tin, hoặc bắt tôi phải đúc nặng giáo dân thành những người không có nhân tính và những người đần độn chỉ biết tuân phục. Hãy để cho họ biết đến những nghi vấn do chính miệng tôi nói ra, và hãy
để cho họ nói ra những nghi vấn của họ một cách thật thà. Đừng để cho tôi trói buộc họ vào giáo luật và địa ngục, hoặc làm sợ hãi với những câu chuyện về cái chết bất ngờ. Linh mục mà Emmett McNeil mô tả thực chất giáo dục gia tô trong việc đào tạo linh mục như sau trong cuốn Văn hóa Mỹ và các trường học Cato. Tôi không được học để suy nghĩ. Từ những năm của thời thơ ấu qua thời kỳ thiếu niên bối rối trong nhà dòng cho đến khi thành người lớn, đầu óc tôi thường bị đúc một mô thức, cũng là được đúc trong bê tông. Sự tiếp cận khoa học của tôi trong 21 năm là một cái về vật lý sơ đẳng. Trong 12 năm tôi chẳng học được gì về văn học nổi tiếng của hoàn cầu. Nhưng ánh sáng trí thức này được giam chặt trong sách, những cuốn sách cấm đọc của giáo hội. Nói ngắn gọn, tôi không được giáo dục, tôi chỉ bị tẩy não. Tôi đã đạt đến trình độ khô cứng của sự hiểu biết trí thức soạn sỉnh. Tôi đã trở nên một người máy, một linh mục với những lễ nghi thiêng liêng không rõ ràng, vô nghĩa ở sự hiệu quả của chúng, cũng là những bài ca của các thầy pháp Haiti. Tôi là một kỹ thuật viên của giáo hội được huấn luyện để đúc nặng những bộ óc trẻ về uống nắng. Kiến thức của các giám mục linh mục cũng được mục Trương Bắc Cần nhận định như sau trong cuốn Nguyễn Trường Tộ, Con Người và Di Thảo. Về thái học thì ông Nguyễn Trường Tộ quả có được các linh mục thừa sai và đặc biệt giám mục Gautier dạy rằng dạy cho tiếng Pháp và truyền đạt một số kiến thức khoa học chỉ có thể là rất phổ thông. Vì các thừa sai thuộc hội truyền giáo nước ngoài, tuyệt đại bộ phận chỉ xong trong chương trình phổ thông rồi vào các đại chúng viện học làm linh mục để gửi đến các nước truyền đạo. Bằng cấp cao nhất trong giới linh mục là bằng tiến sĩ thần học mà Charles Nguyễn, một tín đồ trí thức Cato đạo gốc, gọi đó là chứng chỉ chứng nhận sự ngu dốt của người lãnh bạc. Từ những tài liệu trên viết bởi các linh mục, chúng ta thấy rằng trình độ kiến thức của các linh mục không có gì đặc biệt, và mục đích đào tạo các linh mục là biến họ thành những cái loa phóng thanh của Tòa Thánh Vatican, chứ không phải để mở mang đầu óc con người, mà trái lại để tẩy não, gò bỏ đầu óc con người theo một chiều hướng nhất định. Và do đó những linh mục sau khi tốt nghiệp cũng giống như những con ngựa bị che mắt, chỉ biết đi theo một hướng nhất định. Cái hướng nhất định này là mang dù mọi thủ đoạn để thu nhặt tín đồ vơ vét của cải thế gian, ngự trị trên 8 đám tín đồ thấp kém và bảo vệ những tín lý đã lỗi thời của Cato giáo qua những luận cứ thần học mập mờ. Ngoài khả năng phán đoán của đa số tín đồ ít học, đọc những bài của các linh mục Việt Nam trên Internet, chúng ta thấy rõ họ không làm gì hơn là tiếp tục chèo nhét vào đầu tín đồ những điều mê tín đã không còn chỗ đứng trong thế giới ngày nay. Vậy chúng ta có thể tin được rằng một người học vài năm trong trường dòng để thành linh mục với một kiến thức thuộc loại một chiều như được mô tả trong các tài liệu trích dẫn ở trên, khi tốt nghiệp đã được Chúa ban cho quyền thay thế Chúa để có thể làm một số những chuyện thuộc loại phù phép trong các bí tích hay không? Mà Chúa ở đâu mà ban quyền? Thánh Linh ở đâu mà linh mục nhận lãnh? Tất cả chỉ là một mớ luận điệu thần học mê tín huyễn hoặc, hoàn toàn không có một căn bản hay bằng chứng thuyết phục nào của giáo hội phát minh ra và nhét vào đầu tín đồ từ khi còn nhỏ. Vì bị nhồi sọ từ nhỏ nên các tín đồ đặt tất cả những niềm tin của mình vào những lời có cánh, có tính cách lừa dối của giới chăn chiên, mà không hề nhận ra những sự vô lý và mâu thuẫn cùng cực trong những nghi thức lễ tiết này, như sẽ được chứng minh trong phần phân tích sau đây. Thật vậy, nghi thức đầu tiên trong bí tích truyền chức linh mục là Đức Giám mục im lặng đặt tay lên đầu mỗi vị phụ tế, nghĩa là những người sắp được phong làm linh mục, và cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ. Một câu hỏi được đặt ra là lời cầu xin của giám mục có thể thành sự thật được không? Cái gì chứng tỏ lời cầu xin đó Chúa thành
Thánh Thần chấp nhận. Giả thử thực sự có cái gọi là Chúa Thánh Thần, nếu giám mục cầu xin Chúa Thánh Thần cái gì cũng được, thì bây giờ cả thế giới đã thành tín đồ Cato hết rồi. Bởi vì chúng ta đã biết giám mục là những người mong ước, cầu nguyện và hăng hái nhất trong việc sử dụng mọi thủ đoạn bất chính để Cato giáo hóa thế giới hơn ai hết. Chúng ta cũng biết mỗi năm vào tháng Giêng thường lịch, trong nhiều thập niên, các tín đồ Cato Roma, nghĩa là gồm giáo hoàng, hồng y, tổng giám mục, linh mục và con chiên, đã để ra 8 ngày để cầu nguyện, nghĩa là cầu xin Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần chấp nhận. Theo sự thống nhất của giáo hội, ý tưởng chính trong những ngày đó, từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng, là hy vọng giáo dân Tin Lành sẽ trở lại. Giáo hội chân thật duy nhất, nghĩa là Cato giáo Roma và chính thống giáo Kitô sẽ dẹp tiệm. Xin đọc cuốn Document of Vatican II. Những lời cầu xin của cả tập thể Cato có thể có kết quả hay không? Cầu xin làm sao mà ở Nam Mỹ mỗi năm có tới 8.000 tín đồ Cato bỏ đạo đi theo Tin Lành, đến nỗi giáo hoàng John Paul II quá lo sợ trước sự hao hụt tín đồ, không kiềm chế được, phải thốt ra những lời thiếu đạo đức phê bình các nhà truyền giáo Tin Lành là những con chó sói đói mồi, đến cướp tín đồ của Cato giáo. Trích New West, February năm 1996, nhưng trong tông huấn Á Châu, ông ta lại khuyến khích những con chó sói đối mồi của ông ta đi kiếm mồi ở Á Châu để bù đắp lại sự hao hụt trầm trọng mồi của ông ta ở phương trời Âu Mỹ. Đó cũng là đạo đức của người mà giáo dân Việt Nam vẫn gọi là Đức Thánh Cha. Linh mục dòng Dominic David Wright đã viết về sự kiện linh mục bỏ đạo trong cuốn Lời Nguyện Bị Tan Vỡ, Những Linh Mục Bỏ Đạo. 100.000 linh mục Cato Roma đã rời bỏ giáo hội trong 20 năm qua. Cứ mỗi 2 giờ đồng hồ lại có hơn một linh mục bỏ ra đi. Nếu tin rằng lời giám mục cầu xin Chúa Thánh Thần xuống ngự trị trong những người sắp được phong linh mục biến thành sự thực, thì chẳng lẽ khi linh mục bỏ đạo ra đi thì Chúa Thánh Thần cũng bỏ ra đi theo hay sao? Còn nữa, trong cuốn Xin Đừng Cám Dỗ Chúng Tôi, Linh Mục Cato và Vấn Đề Cưỡng Bách Tình Dục Các Em Nhỏ, học giả Cato Jackson Battery đã đưa ra kết quả nghiên cứu ở Bắc Mỹ từ năm 1984 đến năm 1992. 400 linh mục Cato bị tố cáo là cưỡng bách tình dục trẻ em. Tổng số linh mục loạn dâm bị truy tố ngày nay đã lên tới trên 5.000. Cho tới nay, Buttry ước tính giáo hội đã bỏ ra hơn 400 triệu đô la để giải quyết những vụ trên. Một nguồn nghiên cứu dự phóng là giáo hội sẽ phải tiêu hủy tới 1 tỷ đô la trước khi thế kỷ này chấm dứt. Nay là trên 2 tỷ. Vậy nếu tin vào bí tích truyền chức linh mục thì Chúa Thánh Thần đã ngự trong các linh mục có trách nhiệm gì về những hành động vô đạo đức của các linh mục này không? Và khi linh mục nào vào tù thì những tội này thì Chúa Thánh Thần có theo họ vào tù hay không? Chúng ta cũng nên nhớ, khi được phong chức linh mục thì các linh mục đã trở thành Chúa thứ hai rồi. Vài tài liệu nêu trên kể cũng đủ để chứng minh rằng lời cầu xin Chúa Thánh Thần xuống ngự trong người sắp được phong chức linh mục tuyệt đối không có một giá trị cụ thể nào. Tất cả chỉ là những luận điệu thần học bày đặt ra để mê hoặc con nít và đám tín đồ thấp kém, ngõ hầu, tạo quyền lực hoang đường cho giới linh mục để họ có thể kiểm soát, thống trị con chiên. Những tài liệu này cũng cho thấy câu sau cùng trong nghi thức truyền chức linh mục: hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai thì họ được tha, cầm giữ ai thì họ bị cầm giữ. Thật là láo liếu, phách lối, lừa bịp và hoang đường. Câu này mạ lị đầu óc con người và xúc phạm nặng nề những người không phải là tín đồ Cato. Những linh mục vô đạo đức như trên có thể tha tội cho ai khi chính mình đã phạm những tội mà người thường chẳng có mấy ai làm?
Như trên tôi đã chứng minh lời cầu xin của giám mục là vô giá trị. Vậy Chúa Thánh Thần ở đâu mà nhận? Và Chúa Thánh Thần trao quyền tha tội cầm giữ cho tội linh mục như thế nào? Qua vài lời hoang đường thuộc thời bán khai của ông giám mục, thực chất của bí tích truyền chức linh mục hay sao? Không ai biết rõ hơn linh mục Joseph MC Kharp, một người đã hành nghề linh mục hơn 20 năm khi ông viết. Bí tích lẽ dĩ nhiên chỉ là một phần của hệ thống nâng cao giới linh mục, cho họ những lợi ích cá nhân to lớn trên đám tín đồ thông thường. Nói đúng như là vậy trong bí tích dòng thánh, hay là phong chức linh mục, nghi thức truyền chức linh mục chỉ là một tập hợp những hành động huyền bí với những lời cầu nguyện cổ lỗ có tính cách rối rắm, mê hoặc và lạ lùng đối với khán giả bên ngoài. Người ta cho rằng đó là những dấu hiệu đến độ sau có linh mục có thể ra lệnh cho quỷ đi đâu thì đi, tha tội và biến mẫu bánh Thánh Chúa Kitô. Đó là điều người láng giềng Cato của bạn tin thật như vậy. Tại sao một linh mục lại có thể viết như vậy? Bởi vì ông ta là người có đầu óc, là người không thể bán rẻ lương tâm để truyền bá những điều chính mình thông tin. Ông ta là một học giả rất nổi tiếng của Mỹ, đã nhận ra những điều hoang đường lừa dối đám tín đồ thấp kém trong các bí tích. Ông ta không còn tin vào hiệu lực của các bí tích, vì thật ra không có gì để dựa vào đó mà tin. Rõ ràng là những bí tích đã được bày đặt ra để lừa dối những kẻ nhẹ dạ cả tin. Và những quyền lực mà tín đồ Cato tin nằm rầm rầm trong tay linh mục thật ra chỉ là những ngụy quyền tự tạo. Điều này sẽ được chứng minh rõ ràng trong bí tích đầu tiên mà giới linh mục dùng để nắm giữ đầu óc con người từ khi mới sinh ra. Đó là bí tích rửa tội mà tôi sẽ phân tích sau đây. Chúng ta nên để ý là ngày nay giới trí thức coi sự rửa tội cho con nít là một tội ác đối với nhân loại, và con người đòi truy tố giáo hội về tội ác này. Xin mời quý vị lắng nghe tiếp tục phần rửa tội thứ hai, bài thứ hai. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.